Và trong này có mấy người ở xã người ta đang vào, người ta chỗ này dựng lại mà cho nó khỏi dột đi. Ừ. Vào ngay đây nhá. Và luôn bảo cả mấy thằng em nó vào đây cho mẹ. Những kẻ phá nhà tao sẽ chết. Những kẻ chúc phước cho người của Chúa sẽ được Đức Chúa Trời ban phước, những kẻ phá nhà Chúa thì sẽ bị phá.